Em ơi. Wow, bác. Đây. Ui. Chào mừng cả nhà quay trở lại với Mon Vlog nha. Hôm nay mấy mẹ con mình có chiến dịch là đây đi xúc cá, hy sinh quá trời hy sinh. Hôm nay bác ấy bảo là ở đây có nhiều cá lắm bé Mon ơi, hôm nay mấy bác cháu mình đi xúc cá được thì mình sợ có bữa ăn không xúc cá được thì thôi. Hôm nay Mon hy sinh luôn cái bộ vừa mới mua mẹ bác này. Đó, bây giờ hãy cùng mấy bác cháu mình đi xuống nha, đi xuống sông. Yeah, bén thái bén vãi. Cái xa không bị thủng chưa? Không biết là có cá hay không nữa cả nhà. Được không bác? Mẹ không được à? Lại bán bà. Mà ăn bảo. Hai cô xúc cá miệt mài luôn á. Có không mẹ? Đâu đâu, cá sơn à? Ôi có. Thực ra là Mon không biết xúc rồi nên Mon sẽ hỗ trợ mấy mẹ ở trên. Có không bác? À, không có. Được không bác? Ê, đây cho vào đây đâu. Ê, nó vẫn thằng đây. Dạ rồi, cho vào. Wow, lỉn. Được 3 con rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có không mẹ? Xong tô. Là đây làm gì có cá rô, đây có cá mương, cá sông thôi. Lại bấm cả. Tóc xỉn tóc mà dư. Hai mẹ vẫn còn đang miệt mài xúc cá. Hôm nay là Mon quyết định là sẽ đi tắm tiên. Thầy bảo vui quá trời kìa. Hai bác được nhiều chưa? Mẹ. Đâu con xem với. Wow, bác. Ui. Đi về đi mẹ ơi. Được nhiều. Đi tắm thôi. Về đi tắm đi. Đi. Về đi tắm thôi. Về đi. Mình chỉ được có mỗi 3 con cá thôi. Phía xa kia là em trai của mình. Đông.
là bơi cho mẹ đi đâu, bơi ra cho mẹ đi. Hầu như ở đây á, mọi người đây tắm là đều là biết bơi nha, trẻ nhỏ thì có người lớn giữ. Vậy nên các bạn nào muốn đến để mà trải nghiệm thì hãy đến thị xã Nghĩa Lộ để mà trải nghiệm bơi như vậy này. Tắm tiên như vậy nó rất là mát, nước này nước tự nhiên luôn á, chứ không phải nước từ đâu đâu. Nó là kênh rạch dồn vào thành một cái suối to như vậy luôn. Và cũng khuyến cáo là các bạn xem video này không nên làm theo những cái bạn mà nhảy từ trên cầu xuống như vậy, nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà mấy bạn ấy tắm quen rồi, hoặc là mấy bạn ấy tắm nhiều rồi biết bơi nên mấy bạn dám nhảy như vậy thôi nha. Ngày xưa Mon cũng đã từng gọi là trốn học. Xong là đi học về này, ba mẹ bắt ở nhà nên mà trốn ba mẹ đi lên đây tắm này, lên đây bơi xong về nhà thì... Mấy bác cháu mình đi tắm tiên, bác mình tắm tiên xong thì bây giờ mấy chị em mình đang ở trước ở cổng chợ Mường Lò. Đi mua thêm ít rau để mà về ăn những cái món gọi là đặc sản của người dân tộc Thái đúng không bác? Yeah. Đây cháu thấy ở đây có bán rau này. Chưa. Cháu thấy em đi. Có xin là mẹ em về. Có ship ăn à? Làm quanh á? Có xin buồn. Cháu thấy như là mua cái rau này ạ. Em mua rau này về luộc không? Mà mẹ con luộc. Giá đủ giá thế hả bán? Rau này là rau... Rau này á, hái rất khó luôn. Rau này rau gì bác? Đây cũng gọi là rau dớn. Nhưng mà cái này là... Bà năm nay nhiêu tuổi rồi mà bà vẫn đi bán hàng vậy? Hôm nay 74 tuổi. 74 tuổi so không con mẹ cơ. Cảm ơn nha bà nha. Thank you.
rau ngót rừng đây. Ăn không bác, mang về làm kiểu gì ăn hả bác? Xào mới lấy thế tỏi. Không, nhưng mà cái này thì nó phải nổ mấy cả cái rau này. Cái rau lớn bong bong này. Thế con này không mua không? Con cảm ơn nha. Đây là quả quất hồng bì nhấn cầm lên nào con. Cầm lên con. Con mua cho mày. Ngon không? Chua lắm. Lấy chùm lấy đi. Mẹ khai phát hả lũ? Có cả rau ngót nha, có cả các loại rau mới ngon. Khổ lắm. Thì mua thôi, mua được mớ này thôi. Nhưng mà... cái này ở trong Nam không có đâu. Bỏ cái lá em ạ. À, lúa bỏ đúng rồi. Cho con đấy, cho con bao tiền mớ rau này á. Đây là thành quả của mấy bác cháu mình đi chợ ngày hôm nay, đủ rồi đúng không bác? Yeah, bây giờ mấy bác cháu mình đi về nhá. Chế biến thôi. Mua con này con châu chấu này. Cào cào. Cào cào châu chấu. Con này còn là con gì bác? Con này con bộ xít, nó ở cái chỗ bộ xít lúa. Cá để ít về em ăn, sẽ mua thêm một con cá chép về làm ba bình tổ nha. Bắt đầu con bên này đi. Con bên này, con bên này. Đẻ à? Con bên này. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Bao nhiêu? Con mớ hả? Con mớ. Ổn không em? Dạ có. Bao nhiêu tiền một cân? Con chờ má nào. Chờ má nào thu dần tiền lãi nhé thụ. Thu pháp. Đây là nguyên liệu để các bà nhồi vào bụng con cá để làm ba bình tộp. Chắc là những ai mà người Thái thì sẽ biết rõ cái công đoạn này rồi. Do Mon không biết làm mấy món này, vậy nên Mon chỉ cầm máy quay cho mấy bác làm thôi nha.
hôm nay mấy bác khá là cực rồi đó. Nhưng mà mình có một cái video hay, một cái clip đẹp gửi đến cả đại gia đình mình, thì Mon và mẹ Mon và bác của Mon đã cố gắng rất là nhiều. Nhưng mà trong video có gì sai sót thì mong cả nhà thông cảm nha. Và hãy góp ý cho Mon để Mon lần sau rút kinh nghiệm để sửa sai. Nếu mà có dịp thì cả nhà hãy đến thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái để mà trải nghiệm và ăn uống ẩm thực ở đây. Rất là nhiều món đa dạng, cũng là nơi mà Mon sinh ra và lớn lên. Thì hôm nay Mon mới được quay bữa cơm gia đình và Mon muốn đưa cái ẩm thực của người Thái gửi đến cả đại gia đình mình cũng biết đến. Và để mà tôn vinh được cái sắc thái dân tộc của người Thái đen mình. Còn đây là phần làm cá suối với lại cái rau được gọi là rau thối, trộn nó lên, sau đó là sẽ gói lá vả non để mà nướng trong vỉ, thì nó sẽ dễ hơn là nướng ở trong cái cây nha. Thường thường thì người ta sẽ chặt cây tre một khúc, sau đó là chẻ đôi cây tre ra, nhưng đừng có chẻ hết, chẻ một nửa. Sau đó là cho cái cá này kẹp ở giữa thân tre, sau đó là mình nướng. Nhưng mà hôm nay Mon không biết mẹ Mon làm như thế nào. Cả nhà hãy cùng theo dõi tiếp để mà xem mẹ Mon và bác Mon sẽ làm gì cho món này nha. Đây là lá vả non mẹ mình đã hái xuống và đã rửa sạch rồi. Thì cho cá gói vào trong. Thường thường thì mình phải giải đều cá ra để cho nó chín á. Nếu không tránh tình trạng là chỗ chín chỗ không. Tại vì mình nướng mà mình làm sao mà biết ở bên trong nó có chín hay không, đúng không ạ? Vậy nên phải giải cá ra cho nó đều. Sau đó là mình gói chặt lại, vì tránh tình trạng là nó bị bể ra hoặc là nó bị vỡ. Do là hôm nay mấy mẹ con mình về hơi muộn và nên không có kịp cắt tre để mà nướng theo kiểu người Thái. Vậy nên mẹ mình sẽ nướng trong vỉ như vậy cho nhanh nha. Thường thường người ta làm mấy công đoạn này, làm mấy món cá nó rất là phức tạp, cần thời gian này và cần sự nhẫn nại nữa. Mấy cái ướp gia vị này thì cũng không quan trọng cho lắm, quan trọng là có mắc khén này, ớt, rồi là cái rau thối thôi. Cái công đoạn nướng nó mới cực, tại vì mình phải nướng phải lật đều, nếu không thì nó sẽ bị cháy ác nhỉ. Do đoạn này nhà mình có nuôi mấy bè cún, vậy nên có người lạ vô nhà bè cún hơi bị nhiều ý kiến, vậy nên Mon xin phép được tắt âm nha và được lồng tiếng. Mình cũng sắp chín ở nhà, đợi một xíu nữa nha. Cái này là đang đun bếp củi, cái này nó hơi lâu một xíu, không bằng được đun bếp ga. Còn đây là cá hôm nay mẹ đi xúc. Đây là bữa cơm người Thái nhà mình bắt đầu. Đây là rau vợ này, ta tỉnh tộp này. Hôm nay đây là cá mẹ đi xúc này. À, con dế ở đâu vậy? Con này gọi là con gì nhỉ? Con châu chấu. Dế mèn. Đấy, người Thái bọn tới thì chỉ ăn vậy thôi. Là ngon rồi đúng không mẹ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Để cho
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.